thích danh hài Ngô Kiến Huy. Danh hài Ngô Kiến Huy. Danh hài Ngô Kiến Huy. Xin mời thí sinh kế tiếp Lê Hoàng Long. Cười miễn chi cho đến cười khoái chí. Tôi sẽ chiến thắng vàng rồi khi một trong hai danh hài tươi cười. Em chào anh Thành, em chào anh Giang, chào chú Ngô Kiến Huy. Hả? Dạ, em tên là Lê Hoàng Long. Dạ, Lê Hoàng Long. Mấy tuổi rồi? Dạ, mới 20. 20. Đang học gì? À, ở nhà làm vuông. Rung quá, để con hát bài rồi tắt chế độ rung bớt cái. Bây giờ này đang làm việc gì hay là học gì? Con hát cái bài này là giới thiệu nghề nghiệp con luôn. Ok ok, hát liền đi. Dạ, với quê luôn, với hát giới thiệu nghề với quê luôn á. Thì hát đi. Con hát chút. Công tôi cần lắm mưa nắng dài dầu. Chiếu này tôi không có bán đâu, tìm em không gặp. Tôi dụng bà nó xuống sông. Ghe chiếu Cà Mau đã cắm sào trên bờ kinh Ngã Bài. Sao cô gái năm xưa chẳng chiếu bông tự dưới ghé lên sớm rầy. Chiếc áo nhuộm bùn và đã lấm tấm giọt mồ hôi. Nhà của tôi sau trước văng tanh gió lạnh. Chiều đông bóng hoa dạo lên tiếng nguyện cầm. Như gieo vào lòng tôi mong nỗi buồn thế thảm. Dạ, quê con Bạc Liêu. Dạ, là làm nghề là cũng như ở trong bài hát luôn rồi đó, là con sống trong cái làng nghề làm gãy nuôi tôm. Dạ, là sống ở Bạc Liêu rồi nuôi tôm á. Xàm đế. Dạ không có, có câu chuyện mà chú. Tại vì cái sông Ngã Bảy đó là có cái hướng nó tẻ về Bạc Liêu. Với cái bà mà cái bà tổ của bung hàng á, bà đặt chiếc chiếu rồi bà không lấy rồi để shipper đi giao đó, là bà có chồng về Bạc Liêu luôn. Đó. Ê, nhân tài nghe, tao đang chờ đợi vuông tôm hả? Vuông tôm hả? Dạ. Nhà làm vuông tôm không hả? Không có, không có. Vuông tôm rồi cua rồi cá chép hường rồi cá phi luôn á. À, tức là vuông nó là vuông hay đìa? Dạ, cái nó tới 20 công lận. Vậy là vuông á. Là vuông tôm đúng không? Là mình của nhà mình hay là mình đi làm công cho người ta? Của cha con rồi giờ là của con rồi đó. Dạ, ý là gia đình con sống bằng cái đó đó. Dạ, của cha con. Thầy khen, thầy khen. 20 công mà là giàu đó, đùa đâu. Ông có dưới, ông kia tới gần cả 100 công lận. Con dưới là con dạng là nghèo rồi, tôm tép rồi chú. Ở dưới có người cả 100 công lận. Thì bởi vậy 20 công là dạng giàu rồi, đừng có đùa. Đâu có đâu, con bận đồ bận muốn chết luôn. Bao nhiêu lâu thì thu hoạch một lần? Dạ, cái con nuôi quảng canh chứ không có công nghiệp. Công nghiệp thì người ta kéo rồi chẳng như là có biết ấy, còn con cứ thả xuống rồi tới nước là người ta gọi là 30 với 15 gặp trong xả cống đúng không? Dạ không, đặt cái nọ dưới vuông rồi mới dở. À, vậy là công, vậy là vuông chứ không phải là đìa, đó gọi là vuông. Có đìa nữa, đìa nuôi cá bóng tượng. Nhà có hết á, ở hồi nhà nó có hết, không thiếu cái gì. Nước ra nước vô theo tự nhiên đúng không? Dạ không có, mà lấy mua tưa bơm vô. Vậy là công, vậy là vuông. Nhưng mà có cái đìa kế bên con đào cá nó bóng tượng mà chú cãi hoài. Cãi nhà con chứ bộ. Nhà con chứ phải nhà chú đó chú cãi. Bây giờ hát một bài hát gì bolero nghe chơi đi. Thích nhạc gì? Dạ thích nhạc của Justin Bieber. Justin Bieber. Cái tên tiếng Anh đọc sao đó, con biết. Justin Bieber. Justin Bieber vậy. Dạ. Đâu càng bài của Justin Bieber coi. What do you mean? Oh. What do you mean? Oh, 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 what do you mean? Cắt đây, bây giờ này, ca sĩ Việt Nam thích ai?
Có thích Ngô Kiến Huy không? Thích danh hài Ngô Kiến Huy. Danh hài Ngô Kiến Huy. Danh hài Ngô Kiến Huy. Bây giờ chú Kiến Huy không phải diễn viên hài hả chú? Đấy. Bài hát Việt Nam là mình thích nhất cả liền mà hay nhất. Dạ, dạ ghi đàng hoàng. Nắng vàng góc phố hoàng nghiêng dài trong mang ba thu nhẹ trôi dân em. Chiều nay không có mưa rơi và anh ngủ quên đã lâu rồi, ngủ quên trên phố một mình. Mưa là khung hàng, mưa là năm tháng có đêm, là những nhớ thương của đời anh. Chiều nay không có mưa rơi, chỉ có những con đường dài cùng anh ngồi hàng vu vơ. Chiều nay không có mưa rơi ướt trên đôi bờ vai, chiều nay không có tiếng em cười như lúc xưa. Rồi, tôi sẽ nói chuyện tông lẻ nha. Cái bài nó muốn cả trong nào cả trong đó. Ê, đi lộn chương trình. Đi lộn gì nha. À, tức là cho mai thì bị hụt rồi đúng không? Mẹ. Không ưa này. Không ưa danh hài Ngô Kiến Huy mà. Trời. Hướng nghiệp em với danh hài. Không ưa hai này. Không có. Nguy cơ quẹo cao lắm. Ưa chứ. Không ưa sao được. Mà hát bắt chước ai mà méo miệng tùm lum hết chơi vậy? Nghĩ rồi con cũng không biết con nhiễm giống ai luôn. Bây giờ thích cải lương nhiều hay là thích nhạc trẻ nhiều? Dạ thích cái nào cũng nghe chứ con cũng không biết thích cái nào luôn. Con không biết, nghĩ là con không biết con có thể loại gì luôn. Thể loại gì luôn hả? Có hát bolero không? Dạ có. Thử coi. Chiều nào tiếng nhau đi khi bóng ngả xê tàng. Hoàng hôn tiếng đâu đây màu tiếng thầm từ hồn ai. Muốn không gian đường tang cầu sao dây vung chia lìa này kéo dài. Trước khi phân kỳ ước sao cho tàu đừng đi. Tôi chế đủ tư nốt. Để mấy chú có muốn nghe rap luôn không chú? Rap luôn, chơi. Nó phải theo tao, y nó phải theo tao thì đã và tao đúc thì thích gì mà mới cho tôi tao trôi qua bao năm không biết tới tới tao có gì được nói. Âm nhạc đang chấn liền xa tao tao thống tao đoán năm nay thì tao 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 mang thì tao cho mình thôi tao hao cho tao đâu đâu tao. Thôi hết nổi cắn lưỡi. Bao nhiêu năm qua sống ở đâu mà giờ mới xuất hiện? Dạ sống ở dưới quê. Biết rồi. Ý là tôi nói gì đó. Hôm nay có đem tôm, đem cá gì lên không? Dạ có mà cho bà chị chứ không có cho hai chú. Thi mà mấy thí sinh mà không biết điều, ban giám khảo khó đậu lắm. Có đâu đi, đợt chú mới gắn cười đi, gala con đem lên cho chục ký ăn. Nhắm vô không gala gì? Nhắm vô không mà gala? Nhắm vô không mà đầu gala? Thì không biết đâu mà con hát hay mà con đi thi hài không biết nữa. Hát bài 8 tông mà hay gì? Thì con bà hát mấy ông mấy cho con thi đi. Hôm nay phải đứa qua giùm mấy ai mới vui ha. Dạ con hát cái con sáng tác cái bài này để tặng người con gái con thương. Vâng, nhưng mà đã từng hả hay là bây giờ mới tặng? Dạ cái bây giờ người con gái đang tán tỉnh luôn. Tên gì Liễu à hay nói gì? Nói tên nhà nó gần nhà con. Nói luôn. Thôi con không nói đâu. Nói đi. Nói luôn người ta mới biết. Đâu kệ nó đi, con mà bóng gió gì nó biết rồi. Đây có lẽ là điều lãng mạn nhất từ trước tới giờ anh làm cho em. Dạ thi. Rồi 60 giây bắt đầu. Sao nữa đó mới là... Thi tiếp. Dạ con sợ không cười. Thì cho hết cái bài này đi. Dạ vậy cho người ta biết nó là gì thôi. Mày chảnh quá cô quẹo không chính vậy. Dẹp đường luôn.
Đợi nào vô Ngô Kiến Quy đi Thái Lan về quần Ngô Kiến Quy. Dạ hết. Là ý là cua ngượng gán thương nhưng mà cuối cùng là cua hoài không dính hả? Dạ đúng rồi, cua hoài đâu dính đâu. Rồi vậy có gì khác không? Có mà. Dạ đi lỡ chơi chơi cái kia luôn đi. Chơi chứ. Dạ mà có cái đàn này là con thấy nó mạnh nhất à. 30 giây bắt đầu. Vô. Đắp theo tao y, đắp theo tao thì đã bắt đầu lớp điều thì thích nghi và mới từ tôi tao trôi qua bao năm không biết bắt đầu tôi có biết được nó nên lại lần thứ thì sẽ tập lên nó thống tập mát tập mang thì té tao sao tao tập mát tập mang thì té cho mình tập mà học cho mình thông minh tập mà đông tập không tập không việc khác việc đó việc lắm việc đó là bữa tôi mình nước mình nước được ngủ học rác rác để biết được ai là quá cái đầu hồ công nhân nhảy số tôi chạy chậm với tôi ta trên nhạc cao tầng nhảy xuống đẹp nhạc mày ơi từng bảy cũng đã tôi sau cát đã rồi bê tông quá còn đã còn bị còng cát còn bị còng đó loài nhạc vào đó chưa bị ở phía rồi bọn đã chiến thắng vang dội. Chúc mừng bạn đã nhận được 10 triệu đồng. Biết cái nhạc này giống cái kiểu của ca sĩ nào đang nổi tiếng không? Dạ. Đang giống như là Jack á. Dạ đúng rồi giống Jack. Ca sĩ anh em á. Dạ. À, cái e nhạc rất là giống. Em là đúng là sinh ra là phải đi hát. Bây giờ ta nên dừng lại lấy 10 triệu. Dạ đúng rồi con cũng nghĩ dừng lại. Ê, sao có duyên quá vậy? Dạ. Rất là nghệ sĩ, hát rất là hay. Muốn làm ca sĩ không? Dạ, có chứ con muốn. Mai mốt thi một cái chương trình nào đó về hát. Thiệt sự. Tập tành cho đàng hoàng, hát phát âm rõ ra chút xíu nữa thôi. Nhưng mà giữ cái e này, phải giữ cái e này. Tại vì người ta cả đời người ta kiếm ra một cái thứ để mà người ta nhận ra mình kiếm không ra. Còn em là hiện nay em có một cái thứ em hát ra người ta nhận ra em liền. Justin bị bạch ha. Justin bị bạch. Tao đưa mày 10 triệu cho mày về cho rồi. Bây giờ em nhắc lại một lần nữa cho cả thế giới biết em tên gì. À, tên Lê Hoàng Long, con bà Tấm Sa, nhà cây cui. Hết. Chưa. Lê Hoàng Long. Lê Hoàng Long. Lê Hoàng hay Lê Quang? Lê Hoàng Long. Lê Hoàng Long. Lê, thưa quý vị, đây là Lê Hoàng Long, hot boy Dương Tôm. Đến với chương trình này, chương trình hài mà hát không. Nè, 10 triệu nè. Rồi, cảm ơn Hoàng Long. Chút nổi tiếng. Dạ. Vậy thôi. Dạ. Em phải làm nghề chú mập hơn chú Trần Giang quá. Mày không bao giờ nổi tiếng được. Một trong những cái yếu tố nổi tiếng đó là phải kính biết trên nhường dưới. Kính trên nhường dưới, đúng rồi. Cái đạo đức nó quan trọng lắm. Tiền bối mình có mập thì cũng để im lòng. Trời chú ốm hơn chú Trần Giang quá. Đúng. Nhỏ này nổi tiếng lẹ nè. Nó học mà hiểu liền. Không. Sau khi nó chúc lại một trong những điều là phải chân thật. Đúng rồi. Giả tạo. Loại. Nói nghe chứ, chúng mình nói thiệt, chúc con nổi tiếng. Tại vì rất có tài, nó nghiêm túc. Tập trung vô, đàng hoàng tí. Bảo đảm nổi tiếng. Hát rất hay. Đây nè, bây giờ chú nói con nghe nè. Con biết giống ai thuở ban đầu giống con không? Ai vậy? Là Hoài Lâm. Ngày xưa cũng đàn hát cũng hề hề gì đó. Ờ. Tài năng khủng khiếp. Bây giờ chỉ có chờ cơ hội thôi. Và quan trọng, thành công rồi nhớ sống cho đàng hoàng tử tế, cái đạo đức nó sẽ giữ với mình lâu. Đúng rồi. Nhớ nghe chưa? Dạ. Không phải là gì nói tôi mập mà tôi nói này đâu, cái này tôi nói thiệt đó nghe, không giỡn nghe. Dạ. Nhìn vô mặt tôi nè. Tức là vậy nè, nổi tiếng á, ở thời buổi hiện tại 4.0 nổi tiếng không khó. Không khó. Nhưng giữ được hay không là do mình sống. Phải có trên có dưới. Thầy là thầy, chú là chú, cha là cha. Mập đàn anh là đàn anh, đàn mập em thì để trong lòng. Không có đó, nói thật á, nói thật lòng với con. Nhớ chưa? Nhớ nghe chưa? Phải thương cha thương mẹ. Đó. Con là sẽ nổi tiếng, chúng chắc chắn điều đó. Nếu con muốn và nếu con quyết tâm, vậy thôi. Quan trọng là giữ được bao lâu thôi. Bắt tay cái. Sau chương trình này thành công, nhớ nghiêm túc hơn với nó. Vẫn không có tôm ăn. Có như vô gala mười gì. Gala 10 triệu đâu vô gala. Ai cho vô gala? Ai cho vô gala? Tư cách gì vô gala? Có thấy mình mắc cỡ không? Mắc cỡ quá trời. Ờ. Vô gala có gì để làm không? Trời, chắc có còn hát nữa. Sáng tác một bài nào đó khùng điên mà trong lời ca vui. Dạ. Hợp lý không? Dạ. Đề nghị luôn. Kiếm bài rap nào đọc ra vui. Dạ. Cầm cây đờn thôi, một cây đờn lấy 150 triệu cho không? Chờ luôn. Xin đi. Dạ xin vú. Em xin gì kỳ em? Xin không có chân thành, đi tới nhà đâu xin kỳ.
xin cho ta thấy mình chân thành mới cho vô chứ. Vô gala đâu có chuyện dẫn chơi. Chú cho con vô gala đi chú, rồi con sáng tác bài khùng điên điên tặng. Hỏi chú Giang coi được không? Chú Giang được, chú Giang chắc không. Ở đây cái người quyết định cuộc đời con được chỉ là cái người ngầu cao nhất thôi. Chú, con hâm mộ chú mà. Trời chú ơi, xuống đây coi, trời ơi, nãy giờ chú cần hơn cái coi. Ơi, trời ơi. Âm nhạc của Thịnh Suy mà hát kiểu rác, ghê thiệt. Rồi bây giờ nè, 3 phiếu, trong đó mà dính 2 phiếu trống cái là rớt liền. Bây giờ Trường Giang có chấp nhận cho bạn vào vòng gala không? Đặt cách duyên dáng quá. Bây giờ đi thi chưa chuẩn bị kỹ. Nè nghe, 2 phiếu trống gãy liền nha. Chấp nhận không? Bây giờ vào gala là luật của chương trình là những thí sinh ấn tượng và 40 triệu trở lên. Đúng. Dạ. Thì mình là mình 40 triệu là mình không có. Về ấn tượng là ai cũng thấy là có. Đó, thế nên là vào gala là một đêm gọi là quy tụ những người mạnh nhất của một mùa để mà trình diễn cho khán giả và lấy về 150 triệu nếu đủ khả năng. Thế nên mình phải trở lại gala với điều kiện phải có gì đó xuất sắc, chứ không thể nào mà bây giờ giám khảo với MC cho vô rồi xong cái lên cái cũng ngồi hát con chó con mèo nữa thì mặt mũi tụi tôi để đâu. Đó, đúng chưa? Phải nghiêm túc. Sản xuất nói ừ, Thành Giang quy tụ lao bé thì có gì đâu mà quay trở lại gala. Khán giả nói ừ, nghệ sĩ dễ dãi với nhau nên mình quay trở lại là mình phải có gì đó xuất sắc. Đơn cái gì đâu ca cho thiệt là có duyên hả? Dạ. Là nghĩ rằng bài rap có duyên, cái lời thông minh, đoán không 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 đoán được, hợp lý không? Tôi là tôi đồng ý rồi đó. Một phiếu bắp không, không đồng ý. Nếu nó vô gala mặt mũi này em bấm chuông nữa. Nó hát hay là nó giành show mình hết, chết em mất soạn hát. Thôi mình đang làm MC mà đẩy qua danh hài, trời cố tình kiếm chuyện với mình, hàng em đúng triệt con đường hát của em. Điệt. Thằng mà, bé này phải diệt nó trước khi nó sinh sôi nảy nở. Đó chỉ là mới ra cái mầm thôi. Đúng. Tiêu diệt. Đang trồng đất. Chậm đó. Phải đốt đất. Đúng. Thôi đồng ý.